lấy màu như trước em chị nha, mình đặt lên một cái này không thì nó còn dính cái phần cỏ như đang cái mình kéo xuống hết rồi đó, mình đẩy lên thì cái này không cô mình chị nha, mình lấy nước này đập nó. Mình để cho cái line nó xong cái mình lấy thêm xong bắt đầu là mình sẽ bỏ xong rồi mình bỏ thêm cái móng thiết mà mình gắn lên cái đây, cái này thì mình sẽ làm với màu 102 nha. Màu 04 với 102. Đây mình sẽ lấy cái màu lợt trước. Mình lấy màu đậm sau ha. Mình sẽ đánh từ trên xuống. Đây, mình vừa được lấy. Lấy tay nhanh lên, nhanh tay lên nha chị nha. Đây, chị thấy không ha. Đánh ra ma bồ thôi. Bây giờ là màu 189 Sài Gòn Collection nhé. Đó, sau đó mình đẩy, mình bỏ chút tư mình quẹt ở dưới đây nè. Đó, tí cho mình làm marble cái mình đắp, mình đẩy lên cái phần như là mình luôn nha. Thì nó sẽ nằm ở dưới dưới nha. Thì mấy cái này thì mình sẽ làm màu lợt trước. Đó, mình sẽ nó ra. Anh chị thấy ha. Mấy cái chỗ u này nè, mình thấy nó lòi ra, mình lấy cái phần thân cọ mình rút nó xuống. Đây mình tém nó vô ha. Mình giữ cái phết nè. Mình không có cho cái phết nó bị mất. Để chị thả tim cho em nha. Cái bộ móng lên ha chị ha. Lấy ra. Anh chị thấy ha. Ok, 400 mấy cái người đây. Xong, cái này nhớ nha anh chị nha. Khi mà mình đắp cái phần này cho nó kia cái phần đường like của nó nha anh chị nha. Buộc nha anh chị. Không. Bách Thảo vô cái Bách Thảo đi đâu mất tiêu luôn rồi trời. Thấy ít quá thì mình lấy nhanh tay một chút xíu mình lấy thêm. Nói chung cái này thì không có làm quá
cái này á anh chị nhớ tại vì cái như này á thường thì nó sẽ đẩy hơn mấy cái bột này thì anh chị lấy cái nguyên liệu thì nó sẽ đỡ hơn là anh chị để làm cái la bồ hơn nha. Xuống nè. Hello Taylor. Mình tém hai bên hông vô. Ok. Đây mình sẽ tém, mình sẽ vuốt cái phần này cho nó thiệt là mỏng để mình đắp ombre nha. Mình sẽ tém xuống nè. Đó. Xong mình vuốt cái bột đi. Đó. Vuốt tém hai bên hông vô cho nó có cái xếp nha. Đây. Ủng hộ cho nhiệt tình, đáng ủng hộ em nhiều nhiều đi. Mua bột, mua đầu dũa, mua đủ thứ đồ em bán, mua đủ thứ đi là ủng hộ em rồi đó. Nó giỡn anh chị thôi ha. Thì cái này thì phải dài như thế này thì phải tay nghề cứng nha anh chị. Còn ví dụ như thế này mà ngắn ngắn thì anh chị có thể làm được. Nói chung nó cũng dễ lắm. Ok, xong thì mình sẽ lấy cái màu 102 nha. 102 thì của em gần hết rồi. Đây, thì mình sẽ lấy màu 102. Lấy nhiều nhiều một chút xíu nha anh chị nha. Đây 102 ha. Lấy nhiều nhiều chút mình sẽ đẩy nó xíu vừa nhẹ thôi. Đem xuống. Đem hai bên hông vô cho nó đầy cái khóe nha anh chị ha. Đây mình sẽ đưa cái bột xuống nè. Bút nhẹ. Bút nhẹ. Bút nhẹ nó xuống. Đây. Mua cưng luôn bán không? Bán luôn. Giờ ai mua em là em bán à? Chị Anna nè. Chị Anna hả? Mua em bán luôn. Hello Cường. Thôi Cường nha, tại dịch bệnh quá không có lớp cho em đi học. À, mình lấy clear ha. Bắt buộc mình phải lấy clear anh chị nha. Mình bỏ lên. Mình sẽ vuốt cái phần mà mình bỏ clear lên đó. Mình sẽ vuốt cái phần bẫy á. Thì là mở xuống nha. Ở lúc mình bỏ bột lên á thì cái phần mà mới vừa bỏ lên á thì cái bột nó còn ướt, nó còn đi ha. Thì anh chị ráng vuốt làm sao cho nó mỏng. Thì ở dưới này thì mình sẽ cần control nè. Đó, mình đưa bột xuống dưới. Đây cái phần sọ nè, đưa bột xuống dưới nè. Đếm hai bên hông ra. Ui, nãy giờ không thấy. Vuốt xuống. Xong ha anh chị ha. Vuốt nó xuống, tém bên này vô,
vuốt một chút xíu cho nó tan ra ha. Mua cưng không? Không mua em thì cần gì phải nuôi em, đúng vậy. Mua em thì cần gì phải nuôi. Em chỉnh lại cái máy mic. Ok, số máy về em 102 nha anh ơi. Thì các bạn nào mà lấy Facebook dữ không biết nữa à. Thì các không nuôi luôn. Cái máy của anh để lên cái máy cái đấy thì anh cứ rồi chưa. Em mới bấm luôn á. Cọ này là cọ 14, em thử đắp cọ 14 em mới bấm đó. Nên là nó chưa có quen cọ hết. Xin model. Rồi cái tay nó xéo khó lắm quá anh chị ơi. Nó xéo khó lắm, khó thấy lắm. Cảm thấy rõ mà nó khó thấy chị ơi. Rồi em chị like, thả tim, share đi chứ đi. Quay camera nó thấy rõ rồi mà. Like, share cho trên nha. Like, share đi nha. Tim rồi nhiều nhiều vô em có động lực em làm chứ anh chị đó. Mình làm cái like nhỏ thôi nha. Ít thôi. What size brush? 14. Mình nhớ nha. Cái này thì dày á thì mình cứ đè cái phần cọ xuống là nó tự áp vô những cái còn thiếu bột đó, mình cứ đè nó mình vuốt nhẹ nhẹ như này đó và tự nhẹ như này. Khi nào nó mình thì thấy mình rửa nha. Thả rồi nè. Size 14. Ok, đây này. Còn có chút xíu là anh chị nhìn này. Ra là không còn miếng nào luôn nè. Lắp thôi lắp đâu rồi. Cái này anh chị phải đắp lại.
anh đây làm chung với em đi, em dạy phi luôn nè. Thiệt chị như bị lỗi cái bên hông. Thiệt tình á. Lần đầu tiên mà chăm vậy lắm. Rồi, xong. Clear á anh chị. Tại mình lấy nhiều bột quá. Hello anh Alex. How are you anh? Cũng lâu lắm rồi em không. Vuốt làm sao nè. Tiếng bi nó qua. Tiếng bi nó qua đây anh chứ. Kéo nó về luôn đi chứ. Nhớ giữ cái xếp mặt. Bữa nào rảnh. Ok anh, bữa nào rảnh rồi nhất định em sẽ qua anh cho yên tâm đi cùng nha. Bữa nào rảnh em sẽ qua. Ok, cái giấy này á. Cái giấy này nó ướt hết rồi nha anh chị. Mình không có dùng cái giấy này để chuồng trọ nha. Nhớ nha, không có dùng cái giấy này để chuồng trọ. Phải cái giấy khác. Dạ. Thấy tờ giấy nè. Đây. À, ủa hả? Ủa, anh đi. Ủa? Ủa, anh đi. 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 Giảm 50% luôn nè. Nhà có cậu mới giảm 50%. Thôi đi đi. Tiên đi nha. One out. Sếp. Dạ ok anh, có gì em điện thoại cho nha. Đây chị thấy nè. Ok anh. Ok em. Ok em nha. Em cho chị Huyền. Mình sẽ vũ thẳng. Tém nhẹ lên cho cái ship. Đó, đây. Mình sẽ cái ship ha.
sẽ mình sử dụng anh chị nào có rành ở YouTube thì có thể cho em hỏi vài câu được không ạ? Anh chị nào ở trên đây nè, có rành ở YouTube đó, em hỏi được không ạ? Tại vì mấy cái bài like của em đó, em biết cái là em không thích một cái là người ta share nhưng mà người ta không hỏi mình một tiếng nào hết, nên mình hơi buồn. Tiếng lúc nhỏ vậy là người chơi kỳ quá nhưng tại vì thứ nhất á, là em không phải là không cho share trên YouTube, nhưng mà họ share, nhưng mà giống như họ share cái bài của mình nhưng mà họ lợi, nhưng mà họ không cho mình cái lợi, anh chị không? Giống như em muốn thì bỏ cái số phone em trên YouTube chẳng hạn để em bán đồ hay là cái gì đó chẳng hạn đi, ví dụ vậy mà xem không nói tiếng nào anh chị ha. Em mà ngô âm thanh có vấn đề lúc to lúc nhỏ, em chuyển qua đi kia em cho xem em chuyển làm sao, em không biết làm, không biết làm á anh chị ơi, em không biết làm cái đó. Rồi em là ngu video em còn không biết chỉnh mà để nói chi, bởi vì không có đăng ảnh, không đăng video là vậy đó, chỉ like thôi. Anh chị cảm thấy ha, cái sếp vậy có ổn không? Không bây giờ ông cười. Nhưng mà ý là em không hiểu là ở trên Facebook nhưng mà họ lấy được cái video của em họ đăng lên, nhưng mà cái đó em không hiểu. Giống như Facebook em là cái bản quyền, trong khi đó người ta chưa có xin phép hay là cái gì hết. Thì ý là như vậy đó, ý là em có nhắn tin ở trên YouTube cho họ rồi nhưng mà họ không có liên lạc với em. Đúng rồi. Em có tài khoản lắm mà không biết, em chưa kịp đăng nữa, giống như kiểu em vừa livestream xong là em chưa kịp đăng nữa là em thấy là ở trên đó rồi. Thấy vậy đó, lấy cái gì đó. Nếu mình muốn là người ta cũng có lợi thì cũng cho mình cái lợi chứ. Mình làm không người ta chỉ xe không mà người ta không có xin phép hay là không có hỏi chứ. Đang lên nói về chương trình em up clip em tin đọc thông báo người ngoài bên Facebook. Dạ em biết cái đó, em biết mà cái đó em biết, nhưng mà họ có cái bên anh bên nhau xe thì em cho ảnh xe cái bài viết của em.
bên anh ok thì em vẫn cho. Chứ không phải không cho, nhưng mà anh kia thì anh có hỏi là cho em cho anh đăng không thì em kêu cho, mà còn mấy người này thì em không biết. Bởi vì em giờ bây giờ là em like xong là em xóa hết rồi, để cho họ khỏi đăng luôn. Vũ mẹ chị biết rồi. Tại sao em nóng không? Vũ mấy rồi. You like sheep? Thôi đi. Dạ. Chị sẽ thấy cái sếp ha. Đó. Tương kế. Chưa có hiểu lắm. Hả? What? Oh yeah. Thank you. Anh đang qua thăm anh nè. Ok em, qua đây. Qua tới chưa? Em gần xong rồi đó. Mày biết tao uống cà phê không được, mày mua cà phê qua đây làm chi thằng quỷ. Đó, cái móng này nó méo ha chị ha. Cái móng này nó méo thì mình ráng chỉ làm sao cho nó thẳng nè. Mình rửa đây một chút xíu nữa nè. Đây, mình rửa thẳng một chút xíu nữa. Mình rửa làm sao mà cho nó đừng bị nó méo. Tại cái tay sắt của anh lúc nào anh chỉ thấy cái tay trái của sắt lúc nào bên này cũng dễ bị méo nè. Không, mình rửa thẳng rửa nè. Nhưng mà đừng có chạy xuống ở dưới phần này là nó bị cái heo của sắt ha. Mình chạy cái phần trên ha. Đó. Như này. Chị xuống. Đó. Chị sẽ thấy ha. Mình sẽ chạy máy cái phần này cho nó Hello. Cái này nãy mình bị lỗi. Để quay video nhưng mà em muốn ý của em là em muốn bỏ cái lên YouTube này, mấy cái like này nè, em muốn bỏ lên YouTube, em muốn bỏ lên Facebook để anh chị có coi được nữa, anh chị hiểu không? Nếu em muốn là bỏ cho anh chị xem lại, hoặc là có những video nào đó thì anh chị hỏi thì em kêu có cái ma bồ đó em đăng lên Facebook đó, anh chị dễ coi hơn. Dạ có rồi, nhắn tin cho em nha. Hôm bữa ai hỏi đầu dũa với lại cọ là anh chị nhắn tin cho em nha. Nhớ nhắn tin cho em nha. Nhiều lúc em có thể là cái tin nhắn nó bị trôi đó, em quên đó. Anh chị nhớ nhắn tin cho em nha. Ok, mình check lại cái tiếp nha. Anh chị sẽ thấy là cái ngón giữa nè, nó sẽ thẳng rồi nè. Nó thẳng một chút này. Đấy. Ok. Bạn định hình là đúng. Định hình là đúng. Chưa hiểu lắm. Định hình là đúng là sao vậy? Bạn định hình là đúng. Tay nha anh chị nha, đây đầu giữa này xoay quanh hai chiều rốt hết nha. Đó, anh chị nào cần thì cứ inbox cho em ha. Hiện giờ thì em còn một số ít thôi, không có còn nhiều. Anh chị nào nhanh thì còn. Đó,
mình sẽ vỗ cái phần phết này. Mình sẽ sao? Đó, vỗ cái phết này. Cũng không có bị cắt tay cắt ha. Nó rất là êm mà nó rất là mượt. Anh chị nào dùng rồi sẽ hiểu. Cái này là đầu vỗ hai chiều nha. Chị nào dùng rồi sẽ hiểu. Nó ha. Chị sẽ nhìn ngang nè, không? Vừa giữa cái máy, nhớ inbox cho em nha anh chị nào có cần thì inbox cho em nha. Đầu vũ bao phê, phê cỡ nào? Hai vậy? Ủa? Bay đâu? Ủa? Là em qua, em không đi chung đó hả? Ờ vậy. Cái này là làm cho ông Đông hồi xưa đó chị. À. Ừ. Làm chung với Bi đó. Bao phê. Đây thì chị Anna, nói chung là đầu giữa này anh chị dùng rồi thì anh chị sẽ hiểu ha. Xếp thì nó rất là thẳng. Ông hiểu kệ không? Nó mỏng ha. Tuy là nó dày nhưng mà mình phải vũa, mình ăn gian đó, giống như kiểu mà mình ăn gian cái đồ dày thôi, nhưng mà cái này dày nha anh chị nha. Cái này mà mỏng thì khác rồi, cũng cần cắt thử ba lần. Phê như con bê đê. Mới làm ra hả vậy? Bận không em? Học sinh đi học lại đó. Đây, anh chị thấy ha. Mình chỉ xác nè, đây nè. Đó, mình chỉ xác luôn nè. Mà nó không cắt nè. Dạ, cái này em bán là 30 đồng nha anh chị nha. Không free ship nha. Anh chị nào cần thì cứ inbox cho em. Cái này thì xài nó bền lắm. Nói chung là cái này là em đã xài lâu lắm rồi đó. Là em gửi tặng lại cho đại ca của em. Đó, giờ cái em không có ở đây em mượn lại. Mà đại ca tí thì đại ca kêu tính 10 đồng. Em chưa biết vậy khỏi tặng mẹ ra rồi. Này đừng có được gặp ra được rồi. Sáng mới bị cháy kế bên này đó. Mới có sơ thôi đó là bị cháy kế bên này đó. Bây giờ mà mạnh nữa là cháy luôn cái building đó. Mới sơ thôi mà cháy nát hết rồi đó.
anh chị ha, anh chị nhớ mình phải canh được cái phần nào dày, cái phần nào mỏng ha. Lên đó. À. Nhớ nha, vữa cái phần này mỏng nè. Anh chị thấy lúc mà mới đắp á thì nó dày, không? Thì em vữa xuống nó mỏng nè. Thế mình đi nhẹ nhẹ cho nó là dần dần xuống nha. Hello Na Huy. Hả? Nó đi mua cà phê hay gì á. Hôm qua hồi sáng này nó kêu là hôm qua nó kêu là hôm nay nó tới nó chơi, xong cái nó kêu là mày uống nước gì tao mua, cái nó kêu chưa nó qua, nó kêu là chưa qua thì mày mua nước gì tao uống được, giờ cái nó kêu nó qua, cái kêu nó qua cái anh kêu là giờ mày qua mày có một bi rồi tao cũng giờ mày mua cà phê giờ uống nổi nữa. Để mỏng thôi nha chị nha. Nhớ là phải mỏng critical thôi. Còn cái phần này nó mới cần dày nè. Đẩy critical sao mà gãy được cái phần ở critical này ha chị. Mình làm cho nó mút cái độ móng thôi. Rất là mịn. Nói chung là cái này giữ cái này rất là mịn. Mực mà như ngọc trinh. Ok, bớt rồi. Nó kêu anh là máu này tốt quá, mình cho nó xin ít được không? Nó kêu là ra, cho bác sĩ nó lấy ít. Cái này xem thấp thấp ha. Tí con bi lên nhờ vẽ hai trái ha. Đào. Anh chị đâu hết rồi? Im luôn hết rồi. Trời ơi. Nãy gần giờ không nói tiếng nào hết trơn luôn vậy sao? Alright. Cho anh này Nguyễn tàu giữa anh đang xài. Dạ. Tàu giữa em bán 30 đồng một cây nha. Đẹp rồi đâu từ nữa. Bây giờ anh chị nha. Nói đi giả bộ khen đi chứ. Hello chị Linh. Chị sẽ thấy ha. Mình sẽ chùi alcohol nha. Tại vì lúc mà khách đi rửa tay đó, mấy cái bột mà ở trong cái khuế như vậy ở trên cái cổ nó không có ra được đâu. Mình phải chùi cho nó kỹ. Nói chung mình nếu mà anh chị chạy á xong mới lạ. Nếu trời xấu thì em làm xấu hoài chứ gì. Xấu thì em làm xấu hoài. Dạ. Nắm cái nó này đó. Để em đăng cái video lại nha.
hóa nhưng mà em sẽ đăng lại. Nó chất mẻ cái này là hèn chi thấy nó buộc thì mình phải sơn ở dưới nữa. Không chị sẽ thấy hả? Để thì ai mà chê một phát thì chắc mai khỏi đi làm luôn. Giả bộ giỡn thôi chứ ngu gì. Mới khen làm động tác giả là sai liền. Ok. Nhớ sơn ở dưới nha. Mình sơn ở dưới thì nó sẽ bóng hơn. Thường thường em sơn cái này thì em sẽ sơn hai ngón em bỏ vô một lần. Bây giờ làm biến rồi. Em sơn cái mép lên để mình vẽ. Nhưng mà chắc em sơn xong thì em vẽ cho em tắt á. Ok baby. Careful. Cái này hình như nó thấp quá chị ha. Luôn bộ này hả? Mười 120 nha. Là mình bớt cho nó rồi đó. Nhưng mà nó không thích hợp đâu. Cái này nó không thích hợp đó. Chỉ thích cái bột không mà. Nó thích đi ra bột không mà. Nó không thích. Nó hộp nữa thì đẹp. Lộng lẫy ha. Thì lấy mắt thì đa số là lấy mắt mấy cái hộp đó. Mà nó không thích hộp đâu. Ok anh chị ha.